Có một sự chia tay nữa, đó là sự chia tay của Xuân Trường về với Buriram đúng không? Thì bây giờ đã chia tay và bây giờ anh sẽ trở lại với Hoàng Anh Gia Lai, và chúng rõ ràng là đêm câu chuyện chúng ta cũng lại trông chờ nữa xem là xem anh thể hiện Tuần trước như thế chúng ta nào nói ở rồi Hoàng nhỉ? Anh Gia Lai. Tuần trước chúng ta đã nói đúng về sự kiện rồi nhỉ? Và chúng ta cũng dự Thế đoán anh là cảm sẽ thấy về nào Hoàng về Gia cái Lai. sự trở về này? Tôi chỉ đặt thực ra về Hoàng Gia Lai, thực ra hay là về Việt Nam, tôi nghĩ nói chung về Việt Nam thì tôi nghĩ là nó sẽ phải xảy ra, nhưng mà chúng ta đặt cũng đặt nên một câu hỏi nữa là thế liệu có lần thứ ba không? Tức là lần thứ ba xuất ngoại hay không, và sau đây thì là Hoàng Gia Lai thật sự tính tính toán cho Xuân Trường như thế nào? Đây là biến biến đỗ tạm thời hay là biến đỗ vĩnh viễn, và liệu có một lần thử sức nữa hay không? Hay là con đường ra nước ngoài bây giờ đã được bị chặn lại rồi và không còn cách nào khác khác nữa? Thì thực ra ở đây nó nằm ở phía chiến lược của Hoàng Gia Lai, chứ không hẳn là về phía là Trường không có tài năng hay là có tài năng. Tất cả chúng ta đều biết là Trường như thế nào rồi, nhưng mà tôi cũng đặt một câu hỏi là đây Trường có đi nữa không, và câu chuyện tiếp là câu chuyện của Công Phượng không sang Pháp nữa, mà bây giờ Bên nước ấy Bỉ Bỉ mà lại Bỉ cần thì nó lại như thế nào? câu bộ xanh Tridents này là ngày xưa là cũng đá Cúp cúp châu Âu UEFA rồi nhiều đấy, rồi đấy, cúp châu rồi. Âu rồi đấy, và đội này lại là đang được sở hữu bởi một công ty Nhật Bản, nên là trong đội hình của ông ấy là có năm vừa rồi là có tới 5 ông Nhật Bản, và bây giờ thì Công Phượng là chuyển sang đây đá, nếu nếu kiếp đồng thì phải cạnh tranh với 8 tiền đạo. Hiện nay trong biên chế họ đang có 8 tiền đạo. Thế là cũng mệt đấy nhỉ. Câu chuyện rất buồn cười. Đấy, Tuần tôi tuần trước cũng chưa chúng ta hiểu nói lắm, về cái việc chưa hiểu là lắm. có một tháng ở, ví dụ có một tháng Ở từ việc Vietnam ở Mông, nhưng Pháp mà thì sẽ bây như giờ thế thì nào, thôi, hình như là thôi cái đó tám rồi. tiền đạo của Bỉ ở Bỉ thì nhìn chung cái giải pháp đưa Phượng đi thử việc thêm một lần nữa ở châu Âu, tôi nghĩ rằng là nó chứa đựng quá nhiều sự rủi ro. Ở cái tầm mức đó, với cái vị trí của ông Phượng thực sự rất khó cạnh tranh. Chúng ta đã đâu đó lần một lần nói về cái chuyện mà Kieti Sắc cọ đọ sức với khoảng hơn chục tiền đạo của đội bóng hạng như hạng hạng League One ấy, Huddersfield. Huddersfield ấy, thì ở trường hợp Công Phượng nó còn khó hơn cơ. Tôi nói thật là Phượng chưa đạt đến một cái đẳng đủ để có thể đảm nhận, gọi là đương đầu với những thách thức như vậy. Bởi vì là chơi vị trí tiền đạo lùi thì Công Phượng cần phải có thêm cái kỹ năng tổ chức, kỹ năng chuyền bóng, kỹ năng tổ chức, kỹ năng gọi là dẫn dắt. Thì điều đó đã có ở Phượng chưa? Đấy là điều mà chắc chắn Phượng còn phải hoàn thiện. Thế Còn thì ở khả năng khó. dứt điểm thì nói thật bây giờ mà tìm được một Chơi bàn châu thắng Âu khó khó lắm. nhỉ, chơi châu Âu khó. Tóm Mà lại có là một hai chi anh này tiết là rất đều hay rất là chơi cái chơi câu lạc bộ Saint chơi Truiden này là ông Alfred Rieder đã từng chơi 2 năm, 2-3 mùa gì đấy đấy, Đúng cũng rồi, cũng ông hay đấy. Rieder là giày đồng châu Âu trong màu áo của một câu lạc bộ của Bỉ. À. Đấy, thì Thì là ông Anvet này phải sao? Không thì Anvet. Anvet. Tức là Rieder những năm tháng đẹp nhất là cống hiến cho bóng đá Bỉ. Thực ra tôi nghĩ rằng nếu như ở trường hợp này là đưa một cầu thủ bóng đá Việt Nam đến với bóng đá Bỉ thì tôi nghĩ là hợp lý. Có một cái cửa, nhưng đấy là một cái độ cầu thủ ở độ tuổi trẻ hơn vợ một chút, độ khoảng như kiểu là trường hợp của Văn Hậu ấy. Có thể. Bởi vì đấy là vì trong nhiều năm qua bóng đá Bỉ có một cái điều gọi là thay đổi đặc biệt là họ tạo ra được một cái thế hệ cầu thủ trẻ rất tốt. Như thế có nghĩa là các trung tâm rồi các cái lớp là lang đào chuyển tạo là khai lên tốt, đào tạo đào tốt tạo tốt. thì chúng ta đưa những cầu thủ khoảng 19 20 tuổi Gọi là sang đi học. thì có thể. Đấy, Nhưng mà bây giờ mà lại đưa một cầu thủ cơ bản là bắt đầu ở độ tuổi trưởng thành để tiếp cận và được gọi là chinh phục thì đấy là một loại bài toán khác. mà giải vô địch Bỉ bây giờ thì nói thế thôi, chứ bây giờ đá đấy vẫn gặp Anderlecht thì cũng phiền không đấy đơn nhỉ. giản Rồi. không đơn Company giản Company về đấy rồi nhỉ. Company làm, nhưng mà giải Bỉ gần đây đang có những xáo trộn. Anderlecht là lần đầu tiên sau hình như hơn 50 năm là không được dự cúp châu Âu ở mùa giải này đâu. Mình có Đấy. Sang Đa Liege mấy cái gì đó đúng Thế không? thì cá nhân tôi nghe tin FC Phượng về Bruges Bỉ Bruges đấy, những thì cầu thủ. thực ra tôi không nghĩ nhiều lắm về chuyên môn đâu, bởi vì nói thật ra đi châu Âu thì rất khó với cầu thủ Việt Nam. Nhưng mà Bỉ thì luôn luôn là gọi là trái tim của EU đúng không? Cái cửa ngõ vào châu Âu là đều thông qua Bruxelles, các cơ quan báo chí là văn phòng thường trú là cũng đều Đấy Bruxelles thì cả. nếu Thành mà ra ở là Bỉ thì được cái ví dụ VTV là rất là thấy hài lòng, bởi vì có cái văn phòng thường trú ở đấy, ở ngay tôi nghĩ Bruxelles đến luôn. chuyện đấy Chúng nhiều anh hơn. Quang, anh Anh Quang đấy, anh Quang điện cho anh Quang sẽ nhất. rất tiện cho anh Quang cho VTV là đưa tin về anh Phượng này đúng không?